Trong khi ở Mỹ, một phụ nữ có dấu hiệu bị cúm khi xét nghiệm và phải trả hóa đơn $4,500. Singapore miễn phí xét nghiệm nhưng thu tiền điều trị từ $4,300 đến $5,800. Thì anh Cộng sản Việt Nam lại đi ngược lại với các nước tư bản giàu có và là cái nôi của tự do, bình đẳng, bác ái. Độc tài đến mức không cho phép người dân đóng tiền cách ly, xét nghiệm và điều trị. Tự quyết không thông qua trưng cầu dân ý và bắt người dân phải dùng toàn hàng nhà nước như doanh trại quân đội, bệnh viện. Bắt dân phải ăn, ở, sinh hoạt, chỉ được vui chơi, tập thể dục nhưng lại cấm họ làm việc, cấm họ đóng tiền. Đúng là quá độc tài, độc đoán. Cả khu Trúc Bạch ở Hà Nội phải cách ly. Người dân bị buộc phải dùng lương thực, thực phẩm miễn phí. Chẳng cho ai bỏ ra xu nào. Hay như chuyện anh công an đi mua cháo cho cháu bé vì mẹ cháu đang trong thời gian cách ly chẳng hạn. Anh công an kia cũng nhiễm thói độc tài nên tự ý đi mua cháo.